Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Không thể tìm được chỗ đứng tại Arsenal khi liên tục bị huấn luyện viên Mikel Arteta loại khỏi đội hình tham dự Premier League lẫn Europa League mùa này. Mesut Ozil buộc phải tìm cách rời khỏi Emirates để gây dựng lại sự nghiệp. Lần cuối cùng Ozil xuất hiện trong màu áo Arsenal đã là vào tháng 3 năm ngoái. Theo đó, tiền vệ người Đức không còn cách nào khác ngoài việc chia tay Arsenal ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Cách đây không lâu, báo chí châu Âu loan tin Arsenal và Ozil đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc sớm chấm dứt hợp đồng. Động thái trên mở đường cho tiền vệ 32 tuổi gia nhập đội bóng thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahçe. Nếu ở lại tới khi hết hợp đồng, Ozil sẽ bỏ túi 7 triệu bảng, nhưng gia nhập Fenerbahçe sẽ cho tiền vệ này nhiều cơ hội ra sân thi đấu hơn. Ozil đã đăng tải hình ảnh cùng gia đình đáp chuyến bay tới thổ Nhĩ Kỳ. Sau lưng anh là lá cờ của câu lạc bộ Fenerbahçe. Như vậy, Mesut Ozil đã xác nhận trở thành người của Fenerbahçe. Trước đó trên trang cá nhân, Ozil cũng tiết lộ anh sẽ khoác áo số 67 tại bến đỗ mới. Điều này có ý nghĩa rất đặc biệt vì quê hương của anh ở Thổ Nhĩ Kỳ có mã bưu chính bắt đầu bằng số 67. Trước khi mùa giải 2020-2021 diễn ra, ít ai nghĩ rằng Atletico Madrid có thể vươn mình mạnh mẽ ở La Liga mùa này, khi gần như không có sự bổ sung nào đáng chú ý. Chưa dừng lại ở đó, Rodri Blancos còn để cho Álvaro Morata gia nhập Juventus hồi đầu mùa hè và chia tay Diego Costa ở phiên chợ đông này. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone vẫn đang thăng hoa với những nhân tố quen thuộc, đặc biệt là trường hợp của João Félix. Bên cạnh đó, việc trèo kéo Luis Suarez từ Barcelona cũng giúp cho hàng công của đội chủ sân Wanda Metropolitano thêm phần chắc lượng. Thế nhưng, ban huấn luyện Atletico Madrid vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với đội hình hiện tại của mình. Chính vì thế, Rodri Blancos quyết định tái khởi động thương vụ chiêu mộ Alexandre Lacazette. Thời điểm này, truyền thông Anh loan tin mối quan hệ giữa chân sút người Pháp và huấn luyện viên Mikel Arteta đang có phần căng thẳng. Nhưng theo báo cáo từ AS, Atletico Madrid sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ Real Madrid nếu muốn tiếp cận tiền đạo sinh năm 1991. Theo tiết lộ từ nhà báo uy tín Fabrizio Romano, Arsenal đã liên hệ với người đại diện của tiền vệ Emiliano Buendia. Pháo thủ thành London đang tích cực tìm kiếm một nhà trưởng lưới tuyến giữa trong bối cảnh họ đã bán đứt Mesut Ozil cho Fenerbahce. Mặc dù vậy, Arsenal vẫn chưa có buổi đàm phán chính thức nào với Norwich City về thương vụ hỏi mua cầu thủ 24 tuổi. Báo chí xứ sương mù nhận định, Chim Hoàng Yến chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận về tài khoản con số 40 triệu bảng Anh. Kieran Tierney gia nhập đội chủ sân Emirates ở mùa giải trước. Anh có khởi đầu khá chật vật vì những rắc rối liên quan đến chấn thương. Nhưng ở mùa giải năm nay, hậu vệ 23 tuổi đang trình diễn phong độ vô cùng ấn tượng cho dù Arsenal không có được thành tích tốt nhất. Tài năng, tràn đầy năng lượng, tư duy cầu tiến và cần cù, tuyển thủ Scotland là hiện thân của tinh thần mà các đội trưởng pháo thủ gần đây không có. Tôi nghĩ Scotland đang có một số tiền vệ giỏi, nhưng tôi không chắc họ sẽ kết hợp với Robertson và Tierney như thế nào trong cùng một đội. Tôi biết có một số thời điểm đội tuyển sử dụng Tierney ở vị trí trung vệ thứ 3, còn sự nghiệp của Robertson tại Liverpool thì ngày càng thăng tiến. Cựu huấn luyện viên Sir Alex Ferguson chia sẻ về Kieran Tierney. Huấn luyện viên Mikel Arteta đang phải gánh chịu hậu quả bởi việc thẳng tay loại bỏ Mesut Ozil ra khỏi chiến lược của câu lạc bộ. Không có tiền vệ người Đức, lối chơi của Arsenal trở nên thiếu sáng tạo, hàng công vì vậy có hiệu suất vô cùng nghèo nàn. Cái tên Hussein Magua sẽ rất quen thuộc với bất kỳ người hâm mộ Arsenal nào sau khi pháo thủ công khai theo đuổi tiền vệ của Lyon trong mùa hè. Cầu thủ 22 tuổi này tiếp tục gây ấn tượng trong mùa bóng mới khi ghi 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo từ tình huống mở trong 15 lần ra sân tại Ligue 1 mùa này. Và Awa luôn là mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Họ thích anh ấy và tin rằng Awa sẽ là phương án hoàn hảo ở hàng tiền vệ. Vấn đề là Lyon yêu cầu 60 triệu euro. Họ đang có một mùa giải tuyệt vời với tham vọng trở lại Champions League. Vì vậy ở thời điểm hiện tại sẽ rất khó để đàm phán vào tháng riêng về trường hợp của Awa. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.